Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Vẫn còn trên 100 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông từ thị trấn đi các xã thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu sau đợt mưa lũ. Nổi bật trong phần tin quốc tế, chính quyền bang California của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh sơ tán trước hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra trong khi thời tiết đang nắng nóng bất thường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật trong bản tin thời sự trưa hôm nay mùng 2 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành địa phương thảo luận cho ý kiến và đưa ra giải pháp thiết thực hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh không để tình trạng xã hội bức xúc kéo dài ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đất nước. Dù trong 6 tháng đầu năm, chính phủ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong điều hành kinh tế xã hội. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý có nhiều vụ kỷ luật, nhiều vụ án xảy ra. Tuy nhiên, không vì thế mà chùn bước trong phát triển và thực thi công vụ với tư cách là lãnh đạo ngành, địa phương. Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng nêu 3 vấn đề xã hội còn bức xúc. Thứ nhất, thiên tai đang dồn dập, không chỉ ở Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, miền Trung. Thứ hai, nổi lên là vấn đề an ninh trật tự. Vụ việc vừa qua ở Bình Thuận là kinh nghiệm chung cho các địa phương khác trong giữ gìn bình yên, ổn định trật tự xã hội. Vấn đề thứ ba xã hội bức xúc tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều ý kiến đại biểu cũng nêu đó là đạo đức xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, tham nhũng, lợi ích nhóm. Những vấn đề này đang nhức nhối trong quản lý xã hội, đòi hỏi chính phủ, bộ ngành địa phương phải có trách nhiệm với nhân dân về vấn đề này. Chúng ta không để tình trạng xã hội bức xúc kéo dài, ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đất nước, đến niềm tin của nhân dân, đến thế hệ mai sau. Lòng dân cần phải được quan tâm, cần phải quan tâm lợi ích chính đáng của người, của nhân dân. Đây là một yêu cầu hết sức cần thiết hiện nay của mọi cấp mọi ngành, trong đối thoại, trong xử lý giải quyết công việc. Nhưng chúng ta phải lập lại kỷ cương phép nước, dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ với số đông, với nhân dân, nhưng phải kiên quyết xử lý với kẻ xấu cầm đầu chống đối chế độ chúng ta. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011. Động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng chung là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng hơn 13%. Xét ở khía cạnh tiêu dùng, cầu tiêu dùng tiếp tục tăng khá và cán cân thương mại thặng dư cho thấy xu hướng cải thiện trong tăng trưởng vẫn được duy trì. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhìn nhận nền kinh tế vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm. Mô hình tốc độ tăng GDP năm 2018 có xu hướng giảm dần. Từ 7,45% của quý 1 đã giảm xuống còn 6,79% của quý 2 và 7,08% của 6 tháng. Tuy vẫn ở mức khá, nhưng để đạt được mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra 6,7% thì cần có sự nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đạt được khoảng 6,53% vào quý 3 và 6,36% vào quý 4. Hội nghị sẽ diễn ra hết ngày hôm nay. Các thông tin từ hội nghị sẽ được phóng viên chuyển tới quý vị trong các bản tin trên kênh VTC1. Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả lũ ống lũ quét xảy ra từ 24 đến 27 tháng 6 vừa qua trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cho đến ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã với phương châm 4 tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè, mưa lũ đã khiến một người chết, hai người mất tích và ba người bị thương. Các tuyến giao thông từ thị trấn đi các xã đều bị ách tắc, với trên 100 điểm sạt lở gây khó khăn cho giao thông. Các tuyến đường đến các bản của các xã, đường tuần tra biên giới cũng bị sạt lở ách tắc. Mưa lũ làm sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi 61 công trình thủy lợi, tuyến kênh mương và 9 công trình nước sinh hoạt. 3 ngày mưa lũ vừa qua thì thiệt hại là hai người mất tích. Trong đó là một người tại xã Thô Lũng là do một công nhân đang thi công tuyến đường trên Thô Lũng thì bị sạt lở và vùi lấp lán.
thì đến chiều hôm qua là đã tìm được thấy thi thể nạn nhân. Còn một trường hợp cháu bé đang học lớp 6 đi làm ruộng cùng bố mẹ thì ngủ ở lán ruộng và đã bị lũ cuốn trôi trong đêm qua. Thì sáng nay là chúng tôi mới nhận được thông tin, cũng đã tổng hợp báo cáo ủy ban. Còn về thiệt hại về giao thông thì báo cáo là hầu như các tuyến đường lên xã trên địa bàn huyện là đều bị ách tắc và phương tiện là không lưu thông được. Xã đã vận động tuyên truyền tất cả bà con nhân dân trong xã là bảo vệ tài sản và tính mạng con người, là chỗ nào nguy hiểm là chúng tôi đã vận động tất cả lực lượng dân quân và nhân dân tại bản đó để di chuyển tất cả tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Ngay khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập các tổ công tác trực tiếp đi kiểm tra hiện trường tại những xã bản xảy ra thiên tai và chỉ đạo công tác khắc phục, huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, hỗ trợ người mất tích, bị thương. Lũ cuốn trôi 5 cái ao cá diện tích 650 m², vùi lớp 5 ha cây lúa chưa gặt, gia cầm thì các loại là 359 con. Với phương châm 4 tại chỗ, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã khẩn trương rà soát và tổ chức di chuyển, sơ tán khẩn cấp các hộ ở những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến vị trí an toàn, huy động lực lượng, phương tiện hót sạt sụt tại các tuyến đường từ huyện đến các xã, bản, suối, khe để đảm bảo giao thông được thông suốt trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi có thông tin, Facebook đưa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ra khỏi bản đồ Việt Nam và tích hợp vào bản đồ Trung Quốc, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lập tức lên tiếng và gửi yêu cầu đến Facebook, yêu cầu mạng xã hội này làm rõ thông tin. Dư luận trong nước đang bức xúc trước thông tin Facebook vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể, khi truy cập vào mục bản đồ trong tính năng chạy quảng cáo của Facebook, nhiều người bất ngờ khi không thấy sự xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, trên công cụ bản đồ của Facebook về Trung Quốc lại xuất hiện tên hai quần đảo này. Những người sử dụng Facebook khi phát hiện điều này đều bày tỏ bức xúc, không hiểu sao Facebook lại xác định vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc. Trước đó vào năm 2016, Google cũng đã có sự nhầm lẫn tương tự và phải sửa đổi sau làn sóng phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ. Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Trước đó vào ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ như là Hòa Bình 39,2 độ, Chi Nê và Vĩnh Yên 39,4 độ, Thanh Hóa 39,3 độ và huyện Tĩnh Gia của Thanh Hóa có nhiệt độ là 40,4 độ, Tây Hiếu Nghệ An 39,8 độ, Đô Lương Nghệ An 39 độ. Thưa quý vị, lần đầu tiên huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch. Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Lý Sơn sẽ diễn ra từ ngày 29 đến tháng 6 và kéo dài đến ngày 3 tháng 7 với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa đã và đang quảng bá rõ nét truyền thống văn hóa, lịch sử con người và cảnh vật Lý Sơn đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động ý nghĩa tạo điểm nhấn cho du lịch Lý Sơn. Một Lý Sơn thu nhỏ, đó là nhận xét chung của nhiều du khách khi đến với trưng bày chuyên đề Lý Sơn, di sản văn hóa biển đảo. Rất nhiều hiện vật, hình ảnh đã khắc họa rõ nét giá trị lịch sử truyền thống, bản sắc của cư dân đất đảo Lý Sơn. Thông qua cuộc triển lãm này cũng giúp cư dân trên đảo hiểu hơn về những giá trị văn hóa to lớn của quê hương để từ đó có sự bảo tồn, phát huy hiệu quả. Nói tiếng du lịch
Đây biến đó của người dân Lý Sơn là một ý nghĩa quan trọng để giữ, để quảng bá cho quần chúng cả nước thấy rằng cái nền văn hóa của huyện Lý Sơn rất là không. Tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn diễn ra rất nhiều các hoạt động ý nghĩa. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cũng được sân khấu hóa và tái hiện lại sinh động, giúp du khách đến tham quan Lý Sơn có cơ hội hiểu hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, về sự hy sinh cao cả của các bậc tiền hiền có công mở cõi, cắm mốc, dựng bia và xác lập chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, sự kiện 3.000 người tạo lá cờ Tổ quốc và hát quốc ca trên biển đã được xác lập kỷ lục Việt Nam là hoạt động để lại dấu ấn lớn nhất trong lòng du khách. Mình thì lần đầu tiên mình đến Lý Sơn, tức là được nghe nói nhiều lần lắm nhưng mà chưa bao giờ đến, và hôm nay thì mình đến là bởi vì biết được Lý Sơn tổ chức cái tuần lễ văn hóa mà tôi thấy là rất là xúc động, khi mà mình không tưởng tượng được là có một cái lá cờ Việt Nam mà rất lớn như thế này, quy tụ rất là đông người ở một cái đảo Lý Sơn. Sự kiện tuần lễ văn hóa biển đảo Lý Sơn đã thật sự tạo điểm nhấn cho Lý Sơn trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn, góp phần thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn ngày càng đông. Hoạt động này là một sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc nâng cao thương hiệu du lịch Lý Sơn trong bản đồ du lịch Việt Nam. Thời gian đến chúng tôi sẽ cố gắng tập trung nữa và sẽ khắc phục những cái nào mà còn hạn chế, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lần 2, lần 3 trong một thời điểm rất là thích hợp. Du lịch đang là ngành kinh tế mũi nhọn của Lý Sơn. Mục tiêu đến năm 2020, huyện đảo Lý Sơn sẽ đón 810.000 lượt khách, hướng tới xây dựng đảo Lý Sơn trở thành đô thị biển xanh sạch đẹp, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, phấn đấu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020. Vì vậy, việc tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Lý Sơn lần thứ nhất năm 2018 sẽ là những bước đi đầu tiên để Lý Sơn thực hiện thành công mục tiêu về phát triển du lịch của địa phương trong tương lai. Quảng Ngãi cũng là tỉnh nằm trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực Trung Bộ và đặc biệt là các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày này. Và tình trạng nắng nóng kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều muộn với nền nhiệt từ 39 đến 40 độ đã gây ra rất nhiều phiền toái và mệt mỏi cho người dân. Thay vì đến bể bơi và công viên, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã tìm đến một quán cà phê với không gian băng tuyết, nhiệt độ chỉ từ 10 đến 5 độ C để tránh sự oi bức, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC trong ngày hôm nay. Từ 10 giờ sáng, đã rất đông người tập trung tại quán cà phê băng trên đường Đại Cồ Việt Hà Nội để tránh nóng. Trước khi vào ngồi thưởng thức đồ uống ở khu vực băng, khách hàng sẽ được khoác những chiếc áo lông dày để chống lạnh. Quán cà phê rộng khoảng 200m² với không gian toàn bộ bằng băng lạnh âm 10 độ C. Do bàn, ghế, tường và toàn bộ vật dụng trang trí đều bằng băng lạnh nên giá cả tại đây cũng khá cao, dao động từ 86.000 đến 120.000 đồng. Tuy nhiên vẫn có rất đông khách hàng, đặc biệt là giới trẻ đến đây để trải nghiệm. Đồ ăn thức uống ở đây cũng khá là hợp lý, vì là thay vì mình không bắt vé vào cửa thì mình sẽ uống cốc cà phê hoặc là một tách trà nóng ở trong đây, thì cảm giác rất là thú vị giữa mùa hè nóng bức này. Em đến đây từ tầm 8 rưỡi ạ. Em ngồi tầm tí là em đi rồi. Ngoài cà phê ra thì vào trong này sẽ yên chịu ảnh xong rồi ngồi tâm sự thôi ạ, vì không khí nó cũng nắng mà thôi mà. Các cái quán cà phê khác thường thường là không khí yên tĩnh, còn ở đây thì cái không khí rất là lạnh, xong rồi mọi người rất là thú vị với cái thời tiết mà có thể âm độ như thế này. Cũng nên trải nghiệm một lần để cho biết là cái không khí vừa uống cà phê vừa suýt xa lòng rằng nó rất là lạnh. Cà phê băng không còn xa lạ với giới trẻ Sài Gòn và Đà Nẵng. Tuy nhiên tại Hà Nội, quán mới bắt đầu hoạt động từ ngày 24 tháng 6. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 đến 600 lượt khách đến đây. Trong những ngày nắng nóng này, nhiều thời điểm quán đã bị quá tải. Cái mô hình này mình làm trong Sài Gòn được 3 năm rồi và năm nay thì Hà Nội rất là nóng nên mình muốn đưa cái mô hình này ra cho các bạn trẻ Hà Nội để trải nghiệm. Và hiệu ứng sau một thời gian từ lúc khai trương đến giờ thì quán rất là đông và các bạn trẻ đến đây rất là nhiệt tình, rất là đông. Và thực sự thì đối với giá cả thì mình bán một ly cà phê tầm 86.000, nhưng mà giá đó không phải là đắt, tại vì vấn đề mình bán ở đây là mình bán sự trải nghiệm, bán cái lạnh và bán không gian. Ngoài đến quán cà phê âm độ, những ngày nắng nóng cao điểm như thế này, người dân Hà Nội cũng tìm nhiều cách khác để phòng tránh.
dùng quần áo, khẩu trang khi đi ra đường. Tranh thủ lấp trong bóng râm, công viên, gầm cầu, thậm chí là đi biển để trốn nắng. Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho hay cuộc thảo luận được tiến hành nhằm sắp xếp chương trình nghị sự cho chuyến thăm Triều Tiên sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 6 tháng 7. Tham gia cuộc thảo luận, phái đoàn phía Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Cho Sun-hui làm trưởng đoàn, trong khi Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, hai trưởng đoàn này cũng đã có cuộc thảo luận tại làng đình chiến Bản Môn Điếm để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Singapore ngày 12 tháng 6 vừa qua. Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU cho biết là Bộ trưởng Nội vụ Đức Hofstadter đã chính thức từ chức các vị trí Bộ trưởng Nội vụ và Chủ tịch Đảng CSU trong một cuộc họp kín với các thành viên trong ban lãnh đạo đảng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giữa ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU đã có những bất đồng sâu sắc trong chính sách tị nạn. Theo các nguồn tin từ CSU, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer vẫn chưa chính thức nộp đơn xin từ chức và nhiều thành viên trong ban lãnh đạo đảng đang cố gắng thuyết phục để chính trị gia này thay đổi quyết định. Trong cuộc đàm phán hôm 18 tháng 6 giữa đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel và đảng CSU trong Liên minh cầm quyền tại Đức nhằm giải quyết những bất đồng, ông Seehofer tự áp đặt thời hạn đến ngày 1 tháng 7 để chấp nhận thỏa thuận của Thủ tướng Merkel với các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU nhằm hạn chế và giảm bớt lượng người nhập cư, hoặc gây sức ép với bà Merkel bằng việc sẽ tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới và không tiếp nhận tại biên giới Đức những người tị nạn đã đăng ký nhập cảnh vào một nước khác trong EU. Trước đây, về vấn đề an ninh và người tị nạn, Thủ tướng Merkel từng khẳng định rằng việc một thủ tướng và một bộ trưởng nội vụ có được tiếng nói chung là vô cùng quan trọng. Tôi và ông Seehofer đã thống nhất rằng một thủ tướng và một bộ trưởng nội vụ cần phải ngồi lại bàn bạc với nhau và chúng tôi đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Hiện trạng an ninh tại Đức không phải vấn đề đơn giản, do vậy sự đồng thuận này là một điều kiện tiên quyết là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, căng thẳng trong nội bộ liên đảng CDU-CSU tiếp tục leo thang khi Bộ trưởng Nội vụ Đức đe dọa sẽ thực hiện kế hoạch tổng thể di dân của ông mà không cần sự chấp thuận của Thủ tướng Merkel. Đáp lại, bà Merkel cảnh báo sẽ sa thải ông Seehofer nếu ông này có hành động thách thức. Dưới phân tích nhìn nhận, đảng CSU của Bộ trưởng Seehofer cũng đang phải đối mặt với thách thức từ phía đảng cực hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức AfD trong cuộc bầu cử bang Bavaria vào tháng 10 tới. Do đó, một lập trường cứng rắn về di cư đang là cách hiệu quả nhất để tránh những thách thức của các nhà dân túy. Australia vừa thay đổi luật thuế hàng hóa và dịch vụ. Theo đó, khách hàng tại xứ sở chuột túi sẽ phải trả thêm 10% thuế đối với các sản phẩm mua trực tuyến từ nước ngoài, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Theo luật mới, các công ty thương mại trực tuyến đa quốc gia như eBay, Amazon, Alibaba, Macy sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện việc thu thuế GST trên các sản phẩm bán cho khách hàng Australia. Trước đây, việc mua hàng hóa trực tuyến từ nước ngoài chỉ áp dụng thuế GST với các mặt hàng có giá trị lớn hơn 1.000 đô la Australia. Tuy nhiên, hiện nay, các mặt hàng bao gồm quần áo, văn hóa phẩm, các thiết bị điện tử và dụng cụ thể thao, khi được đặt hàng vận chuyển vào Australia đều phải chịu thêm khoản thuế 10% vào giá bán trước khi đến tay người tiêu dùng. Luật thuế mới của chính quyền Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các công ty thương mại điện tử toàn cầu. Trong khi cơ quan thuế Australia cho rằng kế hoạch thu thuế GST đối với hàng hóa thương mại điện tử rất khó kiểm soát, động thái này cũng dấy lên lo ngại về việc áp dụng luật mới sẽ khiến các công ty thương mại quốc tế quay lưng lại với Australia. Cảnh sát Ấn Độ đang mở cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của một gia đình ba thế hệ ở Buari, phía bắc thủ đô New Delhi. Cả gia đình được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, mắt và miệng bị bịt kín. Theo sĩ quan Vinay Kumar, cảnh sát đang điều tra xem gia đình này tự tử tập thể hay bị giết, dù tại hiện trường họ không tìm thấy di thư nào để lại. Trên thi thể của 11 nạn nhân không có vết đạn bắn, cửa ra vào ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập. Trong số 11 nạn nhân, 10 thi thể bị bịt mắt bằng vải quần áo và chết trong tư thế treo cổ từ một vỉ sắt dùng để thông gió trên trần nhà. Thi thể cuối cùng là một bà lão 70 tuổi nằm trên sàn nhà. Hiện thi thể của họ đã được gửi đi giám định pháp y.
Hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân không có bất cứ mâu thuẫn, bất hòa nào với người dân xung quanh. Tuy nhiên, khu vực xảy ra án mạng là nơi mà cách đây 2 tuần từng xảy ra một vụ ẩu đả giữa các băng nhóm khiến 3 người thiệt mạng và một số người bị thương. Hiện cảnh sát chưa tìm thấy mối liên hệ giữa hai vụ việc. Thêm một ngọn lửa lớn nữa đã bùng phát tại bang California của Mỹ, buộc chính quyền của bang này phải ban bố cảnh báo và ra lệnh sơ tán. Thời tiết nắng nóng bất thường được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các vụ cháy ở bang California trong thời gian vừa qua. Sở cứu hỏa bang California của Mỹ đang ra sức khống chế ngọn lửa bùng phát ở hạt Yolo vào chiều ngày 1 tháng 7. Đến nay, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 9.000 hecta rừng và bắt đầu lan sang hạt láng giềng Napa. Hơn 100 xe cứu hỏa cùng khoảng 10 trực thăng đã được điều động để dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng và gió lớn vẫn đang cản trở công tác cứu hỏa. Đây không phải là ngọn lửa duy nhất ở bang California của Mỹ. Tại các hạt Lake và San Joaquin, lực lượng cứu hỏa cũng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kiểm soát các đám cháy Penny đến nay đã thiêu rụi hàng ngàn hecta rừng. Đám cháy đã được khống chế tới 73% sau khi thiêu rụi hơn 5.700 hecta rừng, trong khi đám cháy được kiểm soát 75% sau khi nhấn chìm 5.000 hecta rừng trong biển lửa. Cha ông ta có câu, tài không đợi tuổi. Và đây có lẽ là cụm từ chính xác nhất để miêu tả về cậu bé người Ấn Độ có tên là Advait Kulaka. Chỉ 14 tuổi thế nhưng cậu bé đã khiến giới hội họa toàn thế giới phải xôn xao vì tài năng thiên phú của mình trong nghệ thuật phối màu trừu tượng. Cha mẹ của bé Advait Kulaka cho biết, cậu bé đã tạo ra những hình vẽ ấn tượng trên sàn nhà và trên những bức tường từ khi mới 9 tháng tuổi. Nhìn vào cách Advait sáng tác, nhiều người có thể hiểu lầm đây chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang chơi đùa. Thế nhưng, trong cách lựa chọn bảng màu cũng như bố cục không gian của cậu bé, có một luồng tư duy hết sức cụ thể và phong phú. Thằng bé cầm cọ lần đầu khi mới 9 tháng tuổi. Và đối với chúng tôi, tranh của con là một phép màu. Lúc đó chúng tôi đã không thể tin được những điều đang diễn ra trước mắt mình. Con không chỉ nghịch ngợm với những hộp màu. Trong những bức tranh luôn tồn tại một ý đồ cụ thể. Nó luôn biết rõ mình phải đặt cái gì vào đâu. Cha mẹ Advait chia sẻ rằng cậu bé có một niềm yêu thích đặc biệt với những vì sao. Do vậy mà hầu hết các tác phẩm của cậu bé luôn mang hơi hướng thiên văn, với độ tương phản gam màu rất rõ rệt giữa phần nền và phần chi tiết. Điều này khiến hội họa của Advait trở nên nổi bật. Khi gia đình Kulaka chuyển đến sống tại tỉnh New Brunswick của Canada vào năm 2016, cậu bé càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là với giới chuyên gia. Hầu hết trẻ em đều thích nghịch ngợm với khung tranh và màu sắc. Và bạn biết đấy, luôn luôn có một kết cục bừa bộn từ những trò chơi đó. Nhưng Advait thì lại khác. Cậu bé 4 tuổi này sáng tác với một phác đồ và định hướng rõ ràng, điều đó thật phi thường. Cho tới nay, cậu bé Advait Kulaka đã tổ chức 3 cuộc triển lãm và trở thành họa sĩ trẻ nhất lịch sử có một triển lãm riêng. Cha mẹ em cho biết, điều quan trọng nhất là cậu bé cảm thấy vui và có thể khám phá sự sáng tạo của mình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc phần thời sự trưa.